Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để tiếp tục với nội dung ôn tập về hình học, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện đó là bài luyện tập số 3. Trên đây chính là bài luyện tập số 3. Các bạn hãy quan sát vào hình vẽ và lắng nghe yêu cầu như sau. Con ốc sên bò từ cây chuối. Con ốc sên bò đến cây chuối. Con ốc sên bò đến cây chuối. Theo đường gấp khúc A, B, C và D, đây chính là đường gấp khúc. Tính độ dài quãng đường ốc sên phải bò. Tính độ dài quãng đường. Ở đây người ta yêu cầu các bạn tính độ dài quãng đường, đồng nghĩa rằng tính là tính độ dài đường gấp khúc A, B, C và D. Chúng ta có độ dài đường gấp khúc A, B, C, D sẽ bằng đoạn AB cộng đoạn BC và cộng với đoạn C và D. Ở đây chúng ta đã cho, người ta đã cho các bạn độ dài của các đoạn thẳng và nhiệm vụ của các đoạn bạn chính là tính tổng độ dài của đoạn này sẽ thành độ dài đường đi của ốc sên. Thì chúng ta có độ dài của đường gấp khúc ABCD, các bạn sẽ nhìn như sau. ABCD thì sẽ bằng độ dài của đoạn AB cộng với độ dài của đoạn BC cộng với độ dài của đoạn CD. Chúng ta có 3 độ dài của 3 đoạn này. Vậy chúng ta thấy rằng độ dài của đoạn AB thì bằng, bài cho bằng 125 cm. Đấy. Độ dài của đoạn BC bài cho bằng 380 cm. Và độ dài của đoạn CD bằng 300 cm. Đó, đây là độ dài của 3 đoạn thẳng. Và chúng ta sẽ tính độ dài của 3 đoạn thẳng này. 125 cộng 380 chúng ta có bằng bằng 5 này. 2 cộng 8 bằng 10 viết 0 này. 3 cộng 1 bằng 4 nhớ 1 là 5. 505 cộng 300 kết quả bằng 805 cm. Đó, các bạn thân mến, vậy là với bài luyện tập số 3 này, ôn tập cho các bạn về cách tính độ dài đường gấp khúc. Và chúng ta đã thực hiện xong độ dài đường gấp khúc ABCD cũng như là quãng đường mà ốc sên phải đi đến cây chuối bằng 805 cm. Và bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Đừng quên like video và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.